từ 2 năm trở lại đây, ngành thuế đã tiến hành thí điểm triển khai việc cho một số doanh nghiệp nộp thuế qua chuyển khoản ngân hàng trên mạng, hay còn gọi là nộp thuế điện tử. Đây được xem là một bước đi nhằm đồng bộ với việc đã có trên 95% số doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng, qua đó giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí cho doanh nghiệp. Cho đến nay, thì hầu hết các doanh nghiệp thực hiện thí điểm đều đánh giá cao việc nộp thuế điện tử bởi sự tiện ích và phù hợp xu thế phát triển của nó. Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhìn nhận và đánh giá cao cách thức nộp thuế này và giao nhiệm vụ cho ngành thuế đến tháng 9 năm nay phải hoàn thành mục tiêu trên 90% số doanh nghiệp trên cả nước thực hiện kê khai nộp thuế điện tử. Đây là nhiệm vụ không dễ với ngành thuế, bởi cho đến nay cả nước mới có 8,5% số doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. Số ngân hàng làm dịch vụ này hiện cũng mới chỉ có 5 trong tổng số gần 40 ngân hàng thương mại đang hoạt động. Nếu không có giải pháp tích cực, thì mục tiêu 90% số doanh nghiệp nộp thuế điện tử vào cuối năm khó có thể thành hiện thực. Và điều này gây ảnh hưởng không nhỏ tới mục tiêu đưa số giờ làm thủ tục hành chính thuế của Việt Nam vào cuối năm nay xuống ngang bằng với các nước ASEAN 6. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chính sách Kinh tế và Cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, triển khai nộp thuế điện tử đang trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà chính phủ đã giao cho ngành thuế trong năm nay. Nhưng đây không phải là công việc dễ dàng gì khi mà chỉ trong 6 tháng tới đây, ngành thuế phải nâng tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế từ 8,5% hiện nay lên gấp hơn 10 lần. Có thể thấy rõ hơn sự khó khăn của nhiệm vụ này qua địa phương có số doanh nghiệp nhiều nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan thuế nơi đây hiện quản lý việc thu nộp thuế của hơn 1/3 tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn quốc. Thế nhưng, số doanh nghiệp đã và đang thực hiện nộp thuế điện tử trên địa bàn này lại chỉ bằng 1/10 của cả nước. Do vậy, để đạt được tỷ lệ 90% doanh nghiệp nộp thuế điện tử vào tháng 9 tới đây, quả là một nhiệm vụ không hề dễ dàng và còn có quá nhiều thách thức đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay còn có ông Nguyễn Đại Chí, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Nhưng trước tiên, hãy cùng xem thực trạng nộp thuế điện tử đang được triển khai như thế nào tại Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước. Hàng tháng, số thuế mà doanh nghiệp này phải nộp là trên 2 tỷ đồng. Trước đây, doanh nghiệp phải cử người trực tiếp đến ngân hàng hay kho bạc để nộp. Thì nay, chỉ cần truy cập vào cổng thông tin của Tổng cục Thuế là có thể nộp thuế ở mọi nơi và bất cứ lúc nào. Thuế này nó không bó hẹp trong cái thời gian giờ hành chính và ngày làm việc, mà chúng tôi có thể nộp vào những thời giờ đêm hoặc là nộp vào những cái ngày nghỉ. Chúng tôi nhận thấy không hề có một cái rủi ro nào ở đây cả. Thực hiện bằng cái công tác nộp thuế điện tử rất an toàn và rất nhanh chóng. Có những trường hợp chúng tôi nộp và có vấn đề về sai tài khoản thì lập tức sau đó tiền sẽ trả về tài khoản ngay và không hề xảy ra cái chuyện mà thất thoát tiền của công ty. Tiện lợi là thế, nhưng có một nghịch lý là hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại chưa muốn nộp thuế điện tử. Ngoài yếu tố tâm lý thì nhiều doanh nghiệp còn cho rằng họ đang mở tài khoản tại nhiều ngân hàng khác, nhưng việc nộp thuế chỉ ở 5 ngân hàng như hiện nay đang gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Bây giờ nếu mình muốn nộp thì mình phải mở quan hệ một ngân hàng mới nữa, thì nó không tiện trong cái giao dịch cái điện tử của chúng tôi. Mà hiện nay mình thấy là mình cũng đã có chữ ký điện tử rồi, thì mình nghĩ là nên cho cái nộp thuế này thông qua cái chữ ký điện tử của ngân hàng luôn. Thì như vậy thì nó sẽ tiện hơn mà mình đỡ phải mất thời gian để đi mở tài khoản một ngân hàng khác. Và thứ hai nữa là nhiều khi về phần giấy tờ thì doanh nghiệp thì đúng là muốn nộp thuế thì nộp kho bạc thì đúng là mất thời gian, nhưng mà người ta lại thích cái phần giấy tờ về con dấu này nọ, cái thủ tục hành chính người ta cảm thấy an tâm hơn. Là nếu mà nộp thuế điện tử thì một số cái vấn đề về lỗi phần mềm hay là lỗi kỹ thuật hay là hacker phá hoại gì đó thì người ta cũng còn e dè cái phần đó. Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý gần 145.000 doanh nghiệp và theo kế hoạch đã được Tổng cục Thuế giao thì đến cuối tháng 9 năm nay, 90% số doanh nghiệp trên địa bàn phải nộp thuế điện tử. Qua gần 6 tháng triển khai mới chỉ có gần 6.000 doanh nghiệp nộp thuế điện tử, tức là đạt chưa đến 5% chỉ tiêu được giao. Trong 6 tháng tới, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh phải triển khai nộp thuế điện tử cho hơn 85% số doanh nghiệp còn lại là một thách thức rất lớn. Khi mà nộp thuế điện tử thì người ta rất là ngại giao cái chữ ký số cho kế toán để mà
ký trên cái nộp tiền thuế điện tử, và do đó thì dẫn tới là cái số lượng mà người nộp thuế nộp thuế điện tử chưa cao. Doanh nghiệp hiện nay phân vân nhất là cái bảo mật của tài khoản, phân vân nhất là cái việc mà thanh toán tiền có chính xác không, rồi phân vân nhất là cái sự cố nếu xảy ra trong những cái ngày mà cao điểm như vậy đó thì có nghẽn mạch không, vân vân. Và doanh nghiệp cũng đòi hỏi rằng là ngành thuế cũng phải có một cái cam kết với doanh nghiệp, nếu sự cố xảy ra do cái khách quan thì phải có một cái cơ chế chính sách gì cho doanh nghiệp. Thì chúng tôi cũng đã báo cáo cho tổng cục, và tổng cục cũng đang tính toán để xem xét rằng là cũng có một cái cam kết với doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh có hệ thống ngân hàng phát triển mạnh, hạ tầng công nghệ thông tin tốt và các giao dịch điện tử phát triển mạnh. Mặc dù Tổng cục Thuế đang xem xét cho thêm 15 ngân hàng được tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử, nhưng lộ trình này cần được đẩy nhanh hơn nữa và sử dụng thêm các loại giao dịch điện tử khác trong nộp thuế điện tử. Không chỉ một hình thức là kê khai nộp thuế điện tử qua cổng Tổng cục Thuế, mà có thể có nhiều hình thức khác. Ví dụ như IT Banking, ví dụ như là ATM, hay là thu qua cái BOS, hay là quỹ nhiệm chi của doanh nghiệp mà thông qua các trang web của các ngân hàng vân vân. Thì Tổng cục Thuế cũng đã ghi nhận và cũng đặt vấn đề là sẽ xem xét trình cho Bộ để công nhận thêm các hình thức nào được gọi là giao dịch điện tử. Thời gian còn lại là rất ngắn, nhưng số lượng công việc phải hoàn thành lại quá lớn. Nếu Tổng cục Thuế không nhanh chóng có các biện pháp hỗ trợ, nguy cơ Thành phố Hồ Chí Minh không đạt mục tiêu 90% số doanh nghiệp nộp thuế điện tử vào cuối tháng 9 năm nay là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và điều này cũng có nghĩa nhiệm vụ chính phủ giao cho ngành thuế đến cuối năm nay phải triển khai nộp thuế điện tử cho 90% số doanh nghiệp trên cả nước sẽ khó có thể hoàn thành. Vâng, thưa ông Nguyễn Đại Trí, như cái phóng sự chúng tôi vừa mới phản ánh thì là nhiều cái doanh nghiệp hiện giờ vẫn còn e dè với cả cái cách thức nộp thuế điện tử, mặc dù cái hình thức này là có nhiều ưu điểm. Vậy thì Tổng cục Thuế cũng như là cơ quan thuế sẽ có những cái giải pháp như thế nào để tháo gỡ cái sự e dè này của các doanh nghiệp? Vâng, trước hết thì tôi nghĩ rằng là khi mà đưa một cái dịch vụ điện tử mới trong nói chung và dịch vụ điện tử thuế điện tử nói riêng thì bao giờ cũng có câu chuyện là doanh nghiệp rất là e ngại và thậm chí có thể là ngại thay đổi trong cái cách nộp thuế của mình. Thế thì nhận thức điều đó thì ngay từ khi bắt đầu triển khai thì chúng tôi rất chú trọng vào thứ nhất là cái công tác về đào tạo. Chúng tôi đào tạo cho cán bộ trong ngành thuế, rồi cùng với các ngân hàng đào tạo cho cán bộ trong ngành ngân hàng. Rồi trên cơ sở đó thì ngành thuế, ngành ngân hàng phối hợp với đào tạo tuyên truyền phổ biến cho các cái doanh nghiệp mà có nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước. Cái thứ hai là chúng tôi cũng rất chú trọng công tác tuyên truyền, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương cũng như tại địa phương và trên các cái trang thông tin điện tử của ngành thuế, của Bộ Tài chính. Và sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mở rộng trên các cái báo điện tử mà có cái lượng truy cập rất là lớn. Cái thứ ba thì trong quá trình triển khai thì chúng tôi cũng thường xuyên là chúng tôi cũng tổ chức những cái đội hỗ trợ thường xuyên cung cấp các cái thông tin về điện thoại, về điện thư điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng để khi doanh nghiệp mà gặp bất cứ khó khăn vướng mắc nào hoặc như khi doanh nghiệp có những điểm gì chưa rõ thì chúng tôi có cái sự trả lời kịp thời. Vâng, cũng là để nộp thuế điện tử thì hiện giờ thì mỗi doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký một cái chữ ký số. Thế nhưng mà chỉ với một cái chữ ký số như thế này thì là cũng rất là khó khăn trong việc là kê khai hay là chuyển nộp. Vậy thì là Tổng cục Thuế và cơ quan thuế có tính tới cái phương án nào để tháo gỡ cái khúc mắc này không? Trước hết thì phải nói rằng là cái việc áp dụng chữ ký số là việc bắt buộc. Cái đấy được quy định trong luật giao dịch điện tử và cái đấy cũng để đảm bảo an toàn cho cả cơ quan thuế và đặc biệt là đối với doanh nghiệp khi mà trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Hiện nay thì trong cái ứng dụng của chúng tôi, kể cả ứng dụng kê khai thuế điện tử cũng như nộp thuế điện tử thì chúng tôi đều đã đưa vào áp dụng chữ ký số điện tử. Tuy nhiên là vừa rồi qua quá trình triển khai thì chúng tôi cũng nhận được một số phản hồi của doanh nghiệp và đây là cái điều mà chúng tôi cũng đã ghi nhận và cũng đang trong quá trình nâng cấp với theo cái hướng là có thể sử dụng một hoặc nhiều chữ ký điện tử tùy theo cái nhu cầu cũng như tùy theo cái quy trình quản lý của doanh nghiệp để đảm bảo doanh nghiệp có thể yên tâm nhất và đảm bảo an toàn nhất trong quá trình nộp thuế điện tử. Vâng, khác với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hiện có tới hơn 20% số doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ cao nhất của cả nước. Tuy nhiên, không vì thế mà việc triển khai mở rộng nộp thuế điện tử tới hơn 90% số doanh nghiệp vào cuối tháng 9 năm nay
không gặp phải những khó khăn thách thức, đòi hỏi cơ quan thuế và cả doanh nghiệp phải hợp tác để vượt qua. Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử, công ty thương mại FPT đã tiết kiệm được không ít thời gian và nhân lực nhờ việc nộp thuế tiện lợi mọi lúc, mọi nơi. Thế nhưng, hơn một năm nộp thuế điện tử, vừa qua doanh nghiệp lúc nào cũng rất lo lắng về tính bảo mật của quy trình này, nhất là việc sử dụng chữ ký số chung cho cả việc kê khai và nộp thuế. Dùng chung một chữ ký số cho cả việc nộp tờ khai thuế và nộp tiền thuế thì có thể giảm cái khả năng mà bảo mật và phân quyền của doanh nghiệp. Bởi vì là cái người mà nộp tờ khai thuế và cái người nộp thuế cần phải là hai người khác nhau trong một doanh nghiệp. Đối với việc nộp tiền thuế, chi tiền ra của doanh nghiệp thì cũng cần phải phân quyền và chia thành nhiều lớp duyệt khác nhau, nhưng hiện tại mới chỉ có một chữ ký số để phê duyệt cái việc nộp tiền. Đang nộp hồ sơ để xin được triển khai nộp thuế điện tử kể từ tháng 5 tới, công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam là doanh nghiệp có số thuế phải nộp hàng tháng rất lớn, cũng không khỏi ngại ngần. Bởi doanh nghiệp đang giao dịch với ngân hàng nước ngoài không nằm trong danh sách được cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử. Vì vậy, muốn nộp thuế điện tử không còn cách nào khác là công ty sẽ phải mở thêm tài khoản ngân hàng được cung cấp dịch vụ. Cái dịch vụ ngân hàng thì cái đấy là cái mà mỗi một ngân hàng thì có một cái chính sách khác nhau đối với khách hàng. Chúng tôi thì hiện tại đang áp dụng sử dụng những cái dịch vụ của ngân hàng mà họ ưu tiên hơn, ưu đãi hơn về phí. Thế và khi mà chúng tôi áp dụng những cái chương trình của cục thuế mà áp dụng trong cái danh sách các ngân hàng đó thì chưa chắc chúng tôi đã phải thuộc cái đối tượng nộp thuế. Trong khi thuế của chúng tôi thì thường là những khoản rất lớn, nó lên tới hàng trăm tỷ. Và nếu như mà ngân hàng áp dụng cái chính sách là với 3%, 0,3% trên một món chuyển tiền thì đấy là một cái khoản phí rất lớn đối với lại chúng tôi cũng như là khách hàng của Deloitte Việt Nam. Hệ thống đường truyền ngày thường không quá áp lực, nhưng vào những ngày cuối tháng, khi đến hạn cuối cùng phải nộp thuế, thường có hiện tượng nghẽn mạng, đứt mạng gây chậm trễ thủ tục. Số lượng doanh nghiệp nộp thuế điện tử ở Hà Nội hiện mới chiếm khoảng 20%, thì mục tiêu 90% vào cuối quý 3 có thể khiến tình trạng quá tải thêm trầm trọng. Ngoài ra, Hà Nội là địa phương có diện tích trải rộng, sự phát triển không đồng đều giữa khu vực trung tâm và các khu vực phụ cận khiến cho việc triển khai đại trà dịch vụ nộp thuế điện tử lại càng thêm khó khăn. Nếu so với tình hiện tại thì chưa không đáp ứng mà khó khả năng thực hiện. Đề ra những cái điều cụ thể thì nó phải rất là chú ý những cái địa chỉ, những cái thực trạng trình độ thực đánh giá thực trạng của chúng ta và chúng ta đi kèm theo cái chính sách, cái định hướng về nội dung giải quyết phải kèm theo cái điều kiện tài chính và trang bị thêm cái công nghệ cho họ và cái chất lượng nguồn lực cho thì khả năng và điều hành tập trung chỉ đạo quyết liệt thì nó mới có thể tạo nên một cái kết quả đồng bộ. Thời gian đã qua có hơn 17.000 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử với hơn 14.000 giao dịch nộp thuế thành công là kết quả triển khai việc nộp thuế điện tử tại Hà Nội. Trong quá trình triển khai này, Cục Thuế Hà Nội cũng đã liên tục tổng kết và nắm bắt phản hồi của các doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ các vướng mắc phát sinh. Cục Thuế Hà Nội là luôn luôn là gì sẵn sàng hỗ trợ cho doanh nghiệp và sẽ thực hiện các đường dây nóng cần thiết thì là chúng tôi sẽ cử cán bộ thuế để làm sao mà cán bộ thuế trực tiếp xuống để hướng dẫn doanh nghiệp. Cái thứ ba là gì là chúng tôi sẽ kiến nghị đơn giản hóa cái thủ tục, cái quy trình khi đăng ký nộp thuế điện tử. Và cái thứ tư nữa là gì là sớm mở rộng các ngân hàng kết nối với cơ quan thuế là các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Người ta cũng đã sử dụng những internet banking và đặc biệt là gì? Đặc biệt là người ta mở các tài khoản tại các ngân hàng nước ngoài. Thế cho nên là cũng phải kiến nghị là khi người ta đã thực hiện cái nộp internet banking này thì coi đấy cũng là cái hình thức nộp thuế điện tử. Ý thức được sự khác biệt giữa các địa điểm nên khi triển khai quy trình nghiệp vụ chung, Cục Thuế Hà Nội đã ưu tiên cho các vùng nông thôn, đặc biệt là các vùng miền núi như Ba Vì, Sóc Sơn và cho dù đã triển khai nhiều giải pháp nhưng với mốc thời gian đến cuối tháng 9 phải đạt 90% doanh nghiệp nộp thuế điện tử thì khối lượng công việc của cơ quan thuế Hà Nội và doanh nghiệp vẫn còn rất nhiều. Vâng, thưa ông chí, tức là tôi quan tâm tới cái số lượng các cái doanh nghiệp nộp thuế điện tử hiện nay mới chỉ là 8,5%. Thế nhưng mà đã xảy ra cái tình trạng gọi là nghẽn mạng và tắc nghẽn. Vậy thì nếu mà khi mà chúng ta triển khai rộng ra đại trà thì liệu rằng cái tình trạng này có được khắc phục hay không? Đấy là một vấn đề mà chúng tôi phải đối mặt. Bên cạnh cái chủ quan mà có chúng tôi sẽ phải giải quyết thì cũng phải có một cái nhìn nhận, một cái khách quan là tâm lý người nộp thuế thường bao giờ cũng chỉ đến sát ngày mới nộp. Rõ ràng là ngày thường có thể nó rất là vắng, rất là
mạng rất là rộng, nhưng mà ngày cuối cùng thì nó hạn. Thế thì để khắc phục cái này thì trước hết và thứ nhất là chúng tôi cũng phải đầu tư về hạ tầng, cơ sở vật chất, thiết bị để làm sao có thể đáp ứng được cái thời điểm cao nhất. Thứ hai là chúng tôi cũng đã giải pháp các cái biện pháp kỹ thuật để có thể là phân luồng, phân tải theo những cái kênh khác nhau. Cái thứ ba thì băng thông về đường truyền, chúng tôi cũng đã và đang tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ để có thể cung cấp chúng tôi những cái đường truyền tốt nhất và đặc biệt phải ổn định nhất để có thể đảm bảo cho việc nộp thuế điện tử. Vâng. Vậy thì các cái doanh nghiệp mà khi mà nộp thuế mà gặp phải cái tình trạng nghẽn mạng hay là bị chậm trễ như thế này thì cái số tiền mà họ nộp sẽ phải được xử lý như thế nào và họ có bị phạt hay không? Về nguyên tắc thì theo quy định thì người nộp thuế nếu khi đến hạn mà không nộp thì sẽ bị phạt. Và đấy là cái nguyên tắc mà đã được quy định vào pháp luật. Thế tuy nhiên là khi triển khai cái dịch vụ nộp thuế điện tử và đứng trước cái câu chuyện là có thể xảy ra thì chúng tôi cũng đã nhận thức được và chúng tôi cũng đã có báo cáo để xin cái chủ trương trên cơ sở để sửa đổi lại các cái quyết định. Và cụ thể ở đây là cái thông tư 180 về luật giao dịch, thông tư 180 về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Theo đó, đối với những trường hợp do lý do nghẽn mạng, do lý do kỹ thuật mà người nộp thuế không thể thực hiện được cái nghĩa vụ của mình thì cái trường hợp đó sẽ không bị tính theo phạt chậm. Vâng. Tính đến nay thì dịch vụ nộp thuế điện tử đã được triển khai tại 18 tỉnh thành phố với trên 24.000 doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ. Tổng số tiền thu vào ngân sách qua nộp thuế điện tử tại các ngân hàng cũng đã đạt trên 14.000 tỷ đồng. Kết quả này có được là nhờ sự tham gia ngay từ đầu của 5 ngân hàng thương mại. Để mở rộng triển khai cách thức thu thuế tiện lợi, an toàn và nhanh chóng này thì ngành thuế mới đây cũng đã ký kết hợp tác với 15 ngân hàng khác, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà việc triển khai vẫn chưa thể đi vào cuộc sống. Nguyên nhân là do đang có sự vướng mắc trong tích hợp kết nối giữa Tổng cục Thuế và các ngân hàng. Chính sự đơn giản, tiện lợi nên các doanh nghiệp đều ủng hộ việc thu thuế qua ngân hàng. Thậm chí nhiều đơn vị còn đề xuất, ngoài việc thu thuế điện tử qua máy tính, thì hình thức nộp thuế qua điện thoại thông minh cũng nên được xem xét sớm triển khai. Trước đây khi chúng ta khi phải nộp tiền thuế, thì nhân viên sẽ phải làm toàn bộ mọi việc, từ viết ủy nhiệm chi, trình xếp ký và mang ra ngân hàng. Nhân viên ngân hàng sẽ nhập các cái thủ tục đó. Thay vì hiện tại thì thay vì những động tác đó thì nhân viên có thể hoặc là lãnh đạo có thể ngồi bất kỳ đâu, chỉ cần có mạng và ta có thể làm được tất cả các động tác như thế. Vì thế mà giảm được rất nhiều chi phí cho nhân viên. Hiện tại thì trên web thì rất là tốt rồi. Nhưng nếu như mình mà có thể sửa được cái giao diện ở trên điện thoại di động, bởi vì hàng tháng khi có thể là lãnh đạo có thể đi công tác xa, máy tính hiện tại là không có, vì thế mà có thể thao tác trên trực tiếp ở trên điện thoại di động. Nếu như giao diện mà tốt hơn thì có thể sẽ giúp cho lãnh đạo nhìn rõ hơn và không bị sai sót. Là một trong số 5 nhà băng đầu tiên triển khai việc thu thuế qua ngân hàng, Vietinbank đã có trên 4 năm kinh nghiệm triển khai hệ thống này. Do vậy, ngân hàng này nhận thấy việc kết nối dữ liệu thông tin từ Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước chính là mấu chốt vấn đề khiến cho việc thu thuế qua ngân hàng bị chậm trễ thời gian đầu. Ban đầu khi mà triển khai cái dịch vụ này thì do cái dịch vụ này thì cái việc mà kết nối mà online sang phía kho bạc cũng như là hải quan thì thời gian đầu nó cũng có những cái trục trặc nhất định, hoặc là cái dữ liệu nộp phục hồi nộp thuế thì thời gian ban đầu nó cũng chưa được tập trung hóa. Tuy nhiên đến giai đoạn hiện nay thì tất cả những cái vướng mắc khó khăn đó đã được giải quyết. Hạn chế trong tích hợp, đồng bộ hóa được dữ liệu giữa các cơ quan cũng là cản trở chính cho việc Tổng cục Thuế, Hải quan và Kho bạc tuy đã bắt tay với 15 ngân hàng thương mại, nhưng việc triển khai trên thực tế vẫn còn chậm chạp. Tôi nghĩ là hoàn toàn là vấn đề kỹ thuật thôi. Bởi vì rằng là rõ ràng kể cả rằng là hệ thống cài đặt, hệ thống phần mềm rồi triển khai nó đến từng chi nhánh, từng phòng giao dịch, rồi thông tin để cho khách hàng biết. Thế rồi vấn đề rằng là ngay cả những câu chuyện về đầu tư các cái máy móc thiết bị nó cũng không thể nhanh được. Và với cái thời gian ngắn như vậy mà chỉ có một vài tháng thì các ngân hàng cũng chưa thể nào mà ngay lập tức đồng loạt có thể triển khai được. Năm ngân hàng trước thì họ đã cũng có một thời gian khá là lâu rồi. Đến bây giờ thì các ngân hàng mới lại còn phải rằng là có cái tính tương thích về phần mềm vân vân. Thì tôi nghĩ rằng là chắc chỉ trong thời gian ngắn sắp tới thì cũng sẽ triển khai được. Nếu 15 ngân hàng tiếp theo triển khai thu thuế qua ngân hàng được thông suốt, nâng tổng số các ngân hàng tham gia hoạt động này
thì dịch vụ thu thuế qua ngân hàng còn tiện ích hơn nữa, vì tính liên thông trong thanh toán giữa các ngân hàng là rất cao. Doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nộp thuế, thay vì bắt buộc phải mở tài khoản tại 5 ngân hàng như hiện nay. Vâng, thưa ông chí, tức là cái việc kết nối giữa ngân hàng và cơ quan thuế trong việc nộp thuế điện tử là rất quan trọng. Vậy thì ngân hàng và cơ quan thuế đã có những cái biện pháp như thế nào để mà tích hợp được các cái dữ liệu để mà triển khai cái việc nộp thuế điện tử này nhanh chóng hơn, thuận tiện cho các doanh nghiệp? Vâng, trước hết thì chúng ta phải nhận đây là cái hệ thống dựa trên nền tảng công nghệ tin. Vì vậy, một trong mục tiêu quan trọng, vấn đề quan trọng nhất chúng tôi đặt ra đó là chúng tôi thống nhất một cái chuẩn kết nối, trao đổi thông tin, cũng như là công nhận cái chữ ký số của nhau để đảm bảo cái giao dịch giữa các bên. Cái thứ hai thì trên cơ sở cái quy trình nghiệp vụ đã được thống nhất, thì chúng tôi cũng đã đào tạo tập huấn rất kỹ cho cán bộ thuế, cán bộ ngân hàng để có thể nắm được cái quy trình vận hành, làm sao đó để trôi chảy trong quá trình phục vụ khách hàng. Và đồng thời với đó thì cán bộ thuế và cán bộ ngân hàng thì cũng có trách nhiệm là hướng dẫn cho người nộp thuế. Vâng. Vậy thì đối với các ngân hàng nước ngoài hiện đang hoạt động tại Việt Nam thì sao? Họ có được triển khai cái dịch vụ nộp thuế điện tử này không? Trước khi đi vào câu hỏi đó thì tôi cũng xin thông báo là hiện nay thì với 5 ngân hàng thì chúng tôi đã vận hành tương đối tốt rồi. Và hiện với 15 ngân hàng chúng tôi đã ký thỏa thuận, và nếu không có cái gì thay đổi thì đầu tháng 5 thì cũng các ngân hàng bắt đầu đi vào hoạt động. Thì cái thời gian, cái việc mà lâu hay chậm thì trong trường hợp đó nó cũng phụ thuộc vào từng ngân hàng. Nó phụ thuộc vào cái hạ tầng của ngân hàng, cái hệ thống core banking của ngân hàng. Vì vậy thì cũng có ngân hàng nhanh hơn, có ngân hàng chậm hơn. Nhưng mà chúng tôi rằng là cũng sẽ chỉ trong một thời gian ngắn chứ không phải như trước đây. Thế còn đối với các ngân hàng nước ngoài thì quan điểm của chúng tôi là cũng phải tham gia vào hệ thống này. Và chúng tôi cũng đã trao đổi ở cái bước ban đầu. Và bản thân chúng tôi cũng rất mừng là có một số ngân hàng nước ngoài cũng đã chủ động đặt vấn đề với chúng tôi. Tuy nhiên là khi triển khai với ngân hàng nước ngoài thì tôi nghĩ rằng cũng phải có những cái xử lý cho nó phù hợp. Đặc biệt là phù hợp với những cái quy định của ngân hàng mẹ tại nước ngoài. Trong đó thì có những câu chuyện và công nhận các cái chữ ký số của nhau để đảm bảo cái giao dịch của khách hàng. Vâng, nếu như năm ngoái việc cải cách thủ tục hành chính thuế chủ yếu nhắm tới việc giảm tần suất nộp thuế qua việc thay đổi lại thủ tục cơ chế kê khai, thì tới nay việc giảm thủ tục hành chính lại chủ yếu nhắm vào các hành động cụ thể của cơ quan thuế. Hay nói như Bộ trưởng Bộ Tài chính, việc giảm số giờ nộp thuế thời gian qua mới chỉ là những tính toán trên giấy tờ. Còn thực tế, để người nộp thuế được thụ hưởng các chính sách cải cách hành chính thuế thì vẫn còn cả là một bước dài. Chính vì vậy, việc triển khai mở rộng nộp thuế điện tử tới đông đảo các doanh nghiệp trên cả nước là một trong những bước đi quan trọng nhằm thu hẹp khoảng cách giữa con số thời gian cắt giảm thủ tục hành chính trên giấy tờ và thực tế mà ngành thuế đang hướng tới, là một là số giờ nộp thuế của các doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ xuống ngang bằng với các nước ASEAN 6 vào cuối năm nay. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Đạt Chí đã tham gia của chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.